Chào mọi người nha. Thì cũng mấy ngày rồi mình không quay video cho các bạn xem về việc mình làm xe máy. Mấy bữa nay mình ưu tiên cái việc mà mình đăng mấy cái bài mình bán những thanh lý những cái đồ cũ ở tiệm mình nha các bạn. Tại vì khi mình chuyển ra đây rồi, những cái đồ gì mà mình không cần thiết nữa thì mình sẽ đăng lên bán thanh lý cái giá rẻ thôi. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì theo dõi những cái video của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái việc thợ sửa xe online nha các bạn. Thì khi mà các bạn coi video của mình ấy, thì đây cũng là một thợ sửa xe online các bạn. Mình cũng là thợ sửa xe online nha. Còn sửa xe thực tế ở bên ngoài thì nó sẽ khác với sửa xe online rất là nhiều. Tại vì những cái video mình chia sẻ cho các bạn ấy là những cái bệnh đó đúng không? Rồi mình quay cách giải quyết cho các bạn, rồi là mình nói những cái lý thuyết về cái cách hoạt động của động cơ. Đấy là những cái video cơ bản bề nổi và những cái mà dễ hiểu và những cái việc mà mình đã giải quyết xong mình đăng lên đấy. Các bạn nhìn cái việc mà sửa xe như vậy nó rất là dễ dàng và nó rất là thoải mái đúng không? Nó chả có gì khó khăn cả. Ở trên YouTube thì nó dễ dàng như vậy các bạn. Nhưng mà khi các bạn thực sự cầm cái chìa khóa, các bạn vặn một con ốc rồi các bạn sửa xe cho khách ấy, nó lại là một cái vấn đề khác. Nó không có đơn giản như những cái video mình quay đâu các bạn. Có nhiều bạn coi kênh của mình đúng không? Thấy mình làm xe rồi mình nói chuyện như vậy ấy, cứ nghĩ là mình rất là giỏi. Là khi các bạn có một vấn đề gì các bạn hỏi mình sẽ biết liền. Có những bạn đưa quay video rồi là gửi cái tiếng máy các thứ thu qua video đấy các bạn. Xong rồi kêu mình phân tích. Thì thực sự nha các bạn, cái xe của bạn nó có vấn đề đúng không? Phải nghe trực tiếp ở bên ngoài thì phân tích nó đang còn khó. Chứ các bạn thu qua một cái điện thoại, xong rồi mình mở điện thoại lên, mình nghe qua cái điện thoại của mình, cái tiếng nó đã bị lẫn lộn với nhau hết rồi, chả bao giờ mà nghe được. Rồi là có những cái lỗi mà tắt máy hay là lỗi gì đó các bạn hỏi ở mình ở trên mạng á, thì làm sao mình biết mình trả lời được các bạn? Mình phải kiểm tra, mình phải ghim máy tính vô, đọc những cái thông số, mình phân tích nó thì bắt đầu mình mới lần mò ra nó nha. Chứ không phải là mình cứ nghe cái bệnh đấy thế là biết là nó bị cái gì luôn. Không có đâu các bạn ạ. Giống như kiểu là bu bin sườn mình lên ga bị hụt đúng không? Thì khi mà mình sửa mình sẽ biết nó là bu bin sườn. Nhưng mà khi mà mình tư vấn cho các bạn ấy, mình đâu có dám nói là bu bin sườn. Tại vì cái bệnh hụt đấy nó còn nhiều trường hợp khác nữa. Ví dụ mà mình nói bu bin sườn đúng không? Thì đa số là bu bin sườn các bạn thay nó sẽ ok luôn. Nhưng mà vô tình nó không phải là bu bin sườn thì sao? Nó bị lỏng một cái dây nào đó. Các bạn bảo chứ thợ gì đâu mà tư vấn cho người ta mà kêu chết bu bin sườn, cuối cùng nó bị lỏng đúng cái dây kích ở dưới cái chỗ mâm lửa đúng không? Thì mình tư vấn nó sẽ có một cái rủi ro. Nhiều khi đúng thì không sao, nhưng mà sai ấy, thì các bạn sẽ chửi mình liền. Còn TBS đúng không, các bạn kéo hết ga lên nó bị hụt thì 99% là chết TBS. Đó, ai mà chả biết điều đấy đúng không? Nhưng mà vô tình nha, vô tình mà các bạn để một cái áo mưa ở trong cái cốp xe, rồi cái áo mưa đó nó bít cái đường gió của các bạn, nó không có nạp vô được, các bạn kéo ga nó cũng bị hụt. Xong rồi mình bảo là cái đấy là chết TBS chắc chắn rồi, thay TBS là hết. Nhưng mà đến lúc mà thay không hết đúng không, các bạn dịch cái áo mưa đấy ra, cái tự nhiên nó ngon lành, thì các bạn lại bảo là thợ thế nọ thế kia, chắc chắn là như thế rồi. Cho nên khi các bạn sửa xe, các bạn đã quyết tâm sửa ở đâu, ở các bạn dò trên mạng, coi những video của mình. Nếu mà các bạn thấy nó giống trường hợp xe của bạn ấy, thì các bạn cứ làm theo. Hoặc là các bạn tin tưởng ở cái tiệm nào gần của các bạn ấy, thì các bạn tới các bạn sửa. Chứ còn nếu mà các bạn hỏi mình ở trên mạng thì mình cũng chỉ tư vấn sơ sơ thôi nha. À, có thể là do cái lỗi đấy, có thể nha các bạn nha. Còn trên cái xe máy này nó có cả ngàn chi tiết, nói chung là rất nhiều chi tiết có thể liên quan và nó có thể gây ra những cái lỗi mà các bạn đang gặp ở trên xe của bạn. Cho nên là không có gì là chắc chắn đâu. Muốn biết chắc chắn các bạn phải tới mình để mình xác định rõ ràng cái bệnh cho các bạn, rồi mình sẽ xử lý cho các bạn đúng không? Và thực sự ấy, mình không phải là mình là một cái người tài giỏi mà mình làm cho tất cả mọi người đều ok đâu các bạn. Bây giờ mình đưa ra một cái phép so sánh nha. Bây giờ ví dụ như hãng Honda có rất nhiều người chê hãng Honda bây giờ người ta làm dở, rồi là nó suốt ngày nó bị lỗi rồi thế nọ thế kia. Nhưng mà cái doanh số của cái xe Honda người ta bán ra nói chung là nó vẫn đứng top ở Việt Nam mình, rất nhiều người chê nhưng mà nó vẫn bán rất chạy. Rồi là Yamaha có người khen ngon thế nọ thế kia nhưng mà vẫn có rất nhiều người chê bất cứ một cái hãng xe nào nó có vấn đề. Mà cái hãng xe thì các bạn biết là những kỹ sư mà đỉnh nhất, rồi là những cái máy móc thiết bị tối tân nhất, rồi là những kỹ thuật, rồi là những cái người lắp người ta gọi là có quy chuẩn và quy trình nó rõ ràng hết rồi. Nhưng mà có xe ngon nhưng mà vẫn có xe lỗi sớm đúng không? Còn mình ấy là một người thợ sửa xe nha, mình gặp muôn vàn cái trường hợp, nó không có cái trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Cho nên là trong cái quá trình mình sửa xe nó không có đơn giản là các bạn cứ đưa xe vô mình làm thế là sẽ xong liền đâu. Có những cái xe nó sẽ phải vặt vẹo 2-3 ngày. Có những cái xe mà tới đây thì nó ngon lành nhưng mà khi mà mình giao xe về thì nó lại gặp vấn đề, nhưng mà đưa tới tiệm nó lại ngon lành, nó lại không có bị phát hiện ra vấn đề gì để mình sửa đâu ạ. Như kiểu là các bạn chạy vì về nó bị hụt, nó tắt máy đúng không, nhưng mà đưa tới tiệm mình ấy, để 1-2 ngày mình chạy nó vẫn cứ thấy bình thường, nó không có lỗi thì mình sẽ không xác định được cái lỗi để mình sửa. Cho nên có những cái bệnh mà nó giật dẹo một tí thôi nhưng mà nó sẽ các bạn vật các bạn một cả tuần cả tháng nó mới hết được, chứ không đơn giản là qua là nó bị hụt như vậy các bạn tả bệnh cho mình phát mình biết liền.
nó có hàng trăm cấu kiện như đó để gây ra những cái lỗi đó, cho nên mình chỉ có xác định mình kiểm tra, và khi mình kiểm tra nó ngon lành ấy thì mình đâu có xác định được mẹ, có cái thông số nó không chuẩn ấy thì mình mới biết là đang bị, đúng không? Còn khi mà các bạn đưa xe tới kiểm tra mà cái thông số nó đều ngon lành, cái xe của bạn đang chạy ngon lành hết, lúc đấy nó không có bị lỗi ấy, thì mình cũng sẽ không xác định được, và lúc đó mình chỉ còn cách duy nhất là thay thế loại trừ thôi. Giống như kiểu là kinh nghiệm của mình, cái lỗi đó có thể là nguyên sườn hay là ECU hay là TBF thì mình sẽ thay thế, mình loại trừ những cái phần đó, và nếu mà thay thế loại trừ đấy thì hên xui, có thể nó đúng thì nó sẽ được luôn, còn nếu mà không đúng thì các bạn sẽ phải tới thay thế tiếp. Nói chung là những cái trường hợp mà vô mình sửa xe ấy thì đa số là sẽ được luôn, nhưng mà có những cái trường hợp cá biệt ấy phải sửa đi sửa tới sửa lui các bạn, có những cái xe mà các bạn đã bị vật thì các bạn sẽ hiểu đấy, chỉ là một phần vấn đề thôi. Và mình đang nói câu chuyện mà Honda, Yamaha thôi đúng không? Cái hãng những Honda ấy, thì nó có nhiều lỗi như vậy, nhiều người ta gặp chạy người ta gặp lỗi ấy, thì người ta lại đổi qua Yamaha người ta chạy, nhưng mà có người ta chạy Yamaha người ta lại không ưng ở những cái vấn đề này vấn đề kia, người ta lại đổi qua Honda người ta chạy. Cái mấu chốt ở đây ấy, là người ta làm tuy nó có lỗi, cái số lượng lỗi nó ít hơn cái số lượng mà người ta chạy không bị lỗi, người ta vẫn thấy ok. Như kiểu là người ta bán ra 10 xe nhưng mà có 2 xe chê, nhưng mà 8 xe người ta khen cơ, 8 xe ngon lành kia ấy, thì có những người khác người ta nhìn vô người ta thấy ngon người ta lại mua, đúng không? Như kiểu người ta mất 2 khách hàng nhưng mà người ta lại lấy gỡ lại được 8 khách hàng, cho nên là cái doanh số người ta vẫn tốt. Không có một cái hãng xe nào hay là không có một cái bất cứ một cái công ty nào ở trên cái trái đất này mà 10 người đều mua đồ của họ mà đều khen hết cả 10. Cả như Apple các bạn, cái điện thoại iPhone này có người khen có người chê. Nếu ví dụ ai cũng khen thì người ta mua Apple hết, đúng không? Đâu ai xài Samsung kiểu là như vậy. Đấy là mình nói theo cái tầm vĩ mô để cho các bạn nhìn thôi. Còn như cái nghề sửa xe cũng y chang vậy. Mình sẽ không bao giờ mà mình sửa cho 10 người mà được hết tất cả 10 người. Có người ta rất là thích mình luôn. À, mình nghỉ cả tuần ấy, người ta không đi đâu sửa cả. Người ta phải đợi cho mình mở cửa, người ta tới người ta sửa các bạn. Kiểu người ta quý mến người ta phải chờ đợi mình để mình làm. Mình không làm thì không làm ở đâu hết. Nhưng mà có những người ta sửa ở mình ấy, có thể là mình sửa nó bị không được hoàn thiện, nó có một cái vấn đề gì đó người ta không ưng ý làm sao đó, người ta lại bỏ mình, người ta không thích, người ta bảo ôi coi TikTok hay là coi YouTube thì thấy hay vậy nhưng mà sửa thì cũng thường thôi, thì người ta cũng bỏ mình các bạn. Hoặc là những cái xe mà như kiểu là được trước mình cũng hay nói các bạn là có những người ta kêu mình bảo hành với vấn đề này vấn đề kia mà mình thấy nó không hợp lý mình không bảo hành ấy, thì có người ta ghét cay ghét đắng mình luôn. Cái đấy là chuyện bình thường, tại vì làm ngành dịch vụ này nó có muôn vàn vấn đề xảy ra và mình phải tính toán và sắp xếp liên tục làm sao cho nó phù hợp với các bạn, chứ không phải đơn giản mình cứ mở tiệm ra mình lấy tiền của các bạn xong bắt đầu là mình nhét vào túi mình là xong đâu. Nhiều khi bảo hành rồi là nhiều khi còn đủ thứ để tính toán. Bởi vậy các bạn, mình biết những cái điều đó cho nên mình không bao giờ cố gắng để mình làm hài lòng tất cả mọi người được. Mỗi người mỗi ý, mỗi xe mỗi kiểu. Mình mục tiêu làm sao mình chỉ có muốn làm hết khả năng của mình làm tốt nhất có thể thôi. Còn ví dụ mà ai phù hợp thì người ta sẽ quay lại mình. Còn nếu ví dụ mà người ta thấy không phù hợp thì người ta sẽ bỏ đi nơi khác, đúng không? Và hiện tại bây giờ thì mình cũng đang rất đông việc các bạn, chứ không phải là mình ế. Và khi mà công việc của mình nó đang có nhiều việc như vậy thì mình biết là mình đang đi đúng hướng. Còn ví dụ mà mình làm mà kiểu là bộc chộp hay là có một cái vấn đề gì nó sai sót nhiều quá các bạn. Sai sót là cái chuyện xảy ra bình thường, đúng không? Nói chung là mình cố gắng làm sao mình không để sai sót. Nhưng mà cái chuyện sai sót con người mình làm chắc chắn là sẽ có những sai sót. Nhưng mà sai sót lớn hay sai sót nhỏ, và sai sót nhiều hay sai sót ít đó thôi. Và cái tỷ lệ của mình mất khách nhiều hay mất khách ít, ví dụ mà cái tỷ lệ của mình làm công việc nó vẫn đang là ok, khách vẫn đông ấy, thì có nghĩa là vẫn được. Còn nếu ví dụ mà mình làm mà từ từ cái lượng khách hàng của mình nó giảm đi, có nghĩa là mình đang đi sai hướng, có một cái vấn đề gì đó mình phải điều chỉnh lại. Nếu mà các bạn đang làm nghề sửa xe ấy, thì các bạn cũng sẽ biết thôi. Nếu mà các bạn làm 10 xe mà có khoảng 5 người khen, 5 người chê thì có nghĩa đấy là các bạn đã là trung bình rồi nha, là đã sống tốt với công việc rồi. Còn ví dụ mà các bạn làm được 10 xe mà có khoảng 7 người khen ấy, cái đấy gọi là các bạn đã xuất sắc ở trong nghề rồi các bạn. Còn nếu ví dụ các bạn làm 10 người mà hết 7 người chê, có 2 người khen, 1 người trung lập ấy, thì các bạn làm theo cái số lượng nó sẽ từ từ nó giảm dần và khách các bạn sẽ mất dần đi. Chắc chắn là không có một cái tiệm sửa xe nào mà không có một khách nào cả. Ít nhất là khách vãng lai, hoặc là có một vài người ta sẽ gọi là phù hợp với cái tiệm đó và người ta sẽ là mối ruột với cái tiệm đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái số lượng đấy nó nhiều hay ít thôi. Thì mình nói dài dòng đến đây cũng chỉ là một câu chuyện để cho các bạn biết thêm ấy, là cái vấn đề mà các bạn coi ở trên TikTok với lại cái thợ ở ngoài đời thật ấy, thì cái công việc nó khác nhau hoàn toàn. Những cái trên video TikTok, YouTube cái thứ ấy, cái đấy là người ta chỉ quay ngắn gọn những cái mà xúc tích xong xuôi thứ ấy rồi thôi. Còn thực tế ở ngoài mà để có những cái video mà quay lên cho các bạn xem ấy, thì cái quá trình bị vặt vẹo rồi, bị xe nó hành, nhớ không? Nhiều khi làm xe các bạn nhưng mà bị xe nó làm luôn ấy, cái đấy là chuyện bình thường. Các bạn ở trong nghề càng lâu ấy, càng cứng ấy, thì cái tỷ lệ xe nó vật các bạn ít đi thôi, chứ các bạn không bao giờ mà không bị vật đâu nha các bạn. Có nhiều người ta bị vật nhiều các bạn,
là người ta bỏ nghề luôn chứ không phải là người ta làm nữa. Và thực sự ở trên video và cái ngoài đời thực tế làm việc ấy thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều nha. Và cũng có nhiều bạn trẻ thì cứ coi những cái video trên YouTube, TikTok các thứ đấy, người ta review rồi người ta coi nói nọ nói kia, bắt đầu là các bạn cứ nghĩ là các bạn đã biết hết rồi, người ta nói như vậy là chính xác. Ở cái như kiểu là một cái bệnh đấy, người ta làm cái đấy nó hết đúng không, thì các bạn cứ biết là cái lỗi đấy chắc chắn là cái bệnh đấy, nhưng mà các bạn thực tế các bạn chưa có cái kinh nghiệm để làm xe, cho nên các bạn chưa biết những cái lỗi khác cũng gây ra trường hợp đấy, cho nên các bạn bị ảo tưởng là các bạn coi những video đấy các bạn đã hiểu hết rồi. Ở nguyên lý như vậy là cứ vậy mà làm thôi, nhiều khi các bạn đụng chạm thực tế nó không có giống như nguyên lý nữa đâu nhau bạn. Nhiều khi xe nó bật nó sẽ vượt ngoài tầm hiểu biết của một người thợ luôn, chứ đừng có nói là những người khách mà biết sơ sơ về xe. Đây là nói thêm một chút cho các bạn hiểu thôi. Mai mốt có gì hay ho nữa thì mình lại quay cho các bạn xem tiếp nha. Chào các bạn.